Em chào các bác. Hôm nay em bắt đầu về đủ bộ cái chậu nhiều lỗ. Một trong những loại chậu mà được cải tiến so với những cái chậu cũ là độ thoáng rất là cao. Thực ra cái chiều cao của chậu nó không cần quá cao đâu các bạn. Chỉ cần mình để hết giá thể vào và treo lên thôi. Chậu nhiều lỗ này em thấy nó khá là hợp lý khi ươm ki. Vì ươm ki thì thường thường nếu mà ươm chậu kín thì nó lớn chậm. Nhưng mà ươm chậu nhiều lỗ lớn nhanh. Ngày trước thì người ta làm những cái độ thoáng ở dưới gầm như này để đặt xốp lên đây. Bây giờ người ta làm độ thoáng ở dưới này, xung quanh luôn. Lan thì nó ưa thoáng, mát. Đấy, chậu nhiều lỗ 17 này em vẫn, mấy cả 16 này thì đều là có giá 3.500 và nếu lấy từ 100 cái là 3.000. Còn đây là chậu 18 với cả 19, 19 này là 4.000, nếu lấy từ 100 cái là 300, 3.400. Đây là chậu 21. Chậu 21 này có thể ươm được khoảng 5 cái ki. Thì có thể đây 21,5 này thì là 5.000, nếu mà lấy từ 100 cái là 4.500. Đấy, lấy từ trăm thì nó rẻ hơn các bạn, còn lấy ít thì nó đắt hơn. Còn đây là chậu nhựa giả gỗ phi 25. Em có phi 20. Phi 20 6.000. Phi 25 8.000 và phi 30 là 11.000. Có cả phi 35 đỏ. 35 đỏ này là 17.000. 35 đen cũng 17.000. Còn đây là bí cam. Bí cam này 13. Còn bí cam 30 này là 15. Đây là các chậu em về. Đấy. Lưới Nhật cái loại vá nhiều vẫn là 100 nhá. Loại vá 1 2 miếng là 160. Còn loại không vá là 180. Đấy, lưới Nhật các bác có thể tùy chọn. Đây kỳ phi điệp em ươm này, ươm theo bột dừa với vỏ lạc khuôn với cả ấy. Để em kháng khuẩn, kháng lấm. Thường thường ươm kỳ em hay sử dụng những chậu nó thoát được nhiều nước, nhiều lỗ. Đợt này mưa nhiều nhưng mà vườn em phát triển cây cối rất là tốt các bạn. Phi điệp thì nó cứ dài ra như từng ngày luôn. Dài ra trông thấy luôn các bạn. Đấy, còn đây là cát, sau khi cho vào chậu và có vỏ thông này rồi thì cây cát nó thoáng, nó không bị thối nữa, không bị chết nữa. Chứ đợt trước nếu mà để trong chậu nhiều giá thể ẩm thì mình sẽ phải che mưa. Còn cái này em không che mưa cho nên em phải thiết kế làm sao mà để cho nó thoát nước phải thật là nhanh. Thì cái chậu giả gỗ 20 này là thoát nhanh nhất này. Đấy. Không có nước nào ấy đâu. Vườn cây và đặt này vào nhìn sướng lắm. Đây. HO các thứ là bón đạm cá với cả các thứ là phát triển cực kỳ tốt luôn. Đấy, cái HO đang lớn lên từng ngày này. Nhìn thấy nó lớn rồi. Phú Thọ thì vẫn là 800 một ki. Đây, một ki như này là 800. Em cho nó ăn trực tiếp lắng mưa cho môi trường tự nhiên để cho nó khỏe cây. Đấy, Phú Thọ bắt đầu cao đây. Đấy, nó bắt đầu lớn dần này, lớn rất nhanh luôn các bạn, từ những cái mắt đốt này. Có những đốt này nó hơi bé bé chứ ra rễ, còn đa phần là ra rễ rồi. Phú Thọ HO nhà em còn ít này. Đây vị hoàng đang nụ đây. Vị hoàng nhà em sắp trở ra hoa rồi. Em bón những cái loại phân bón có hàm lượng lân kali cao cho nên là quanh năm có thể ngắm được hoa các bạn. Ra hoa liên tục luôn. Đấy, còn đây là các loại. Đây có một thân Huế nhưng mà em không bán đâu vì là nhà em có mỗi một thân. Đây là chẳng cánh bầu Thái Nguyên có thân già này, triệu 2 này. Đấy, còn thân này là triệu rưỡi này, thân tơ. Nếu mà trồng các loại thì em thấy trồng kiếm là thấy đơn giản nhẹ nhàng nhất. Cây lớn nhanh, không bệnh tật, đẻ khỏe các bạn. Đấy, Phan Chí hay là Huế đều lên phát triển rất là ổn định. Đấy, vị hoàng này sắp thành thân rồi, tầm tháng nữa là thành thân. Đấy, thân thành được một thân là mình có mấy triệu các bạn. Các bác cứ chịu khó chăm kiếm cho nhàn, nhẹ đầu. Bên này vẫn có phi điệp thuần nhưng mà lần này em không bán phi điệp thuần mấy vì là lần này nó mưa nhiều. Mưa nhiều thì bán phi điệp thuần nó cũng không ổn lắm. Kiếm được các bạn. Đây, cây này là cây vị hoàng 500, 550 một thân này. Cái vị hoàng sần nó nhưng mà đẹp lắm. Những cái chịu khó trồng bọn này. Vậy phi điệp cũng đang phát triển rất là tốt từng ngày luôn. Lớn cực nhanh luôn các bạn. Đấy, trồng phi điệp thì khó mà lỗ được. Đây, các bác nhìn những cây này. Vượt mốc rồi. Đấy, xanh Huế thì vẫn là 90. Còn Phan Chí là 70 các bác nhé.
Bên này em có một cây xanh thái sần. Đầu tiên là láng, bây giờ đẻ ra con sần thì các bác biết nguyên nhân gì không? Thực ra em chả biết nguyên nhân gì, nó sần thì nó cứ sần thế thôi. Cây này bán 100.000 thôi. Đấy, bác nào lấy theo đến 100.000. Đấy, còn đây là cây cây này cây đài cây Taiwan gốc này. Em thích trồng trồng Taiwan lắm, lớn nhanh. Đấy, khu vườn trong những mùa mưa này phát triển phải nói là cực kỳ là nhanh. Trồng phi điệp cho nhiều người nhanh giàu là thế các bạn, nó lớn nhanh lắm. Tuy nhiên có một số bác mua vào thời điểm cao giá thì nó vẫn thành nguy hiểm đấy. Dớn mảnh là 20.000, đá bọt này, rêu, vỏ thông. Rêu vỏ thông vẫn 16.000, 15. Hôm nay em về thêm cái loại giá thể dớn tổ quạ nhưng mà nó nhân nặng quá, chưa bán cho các bác được. Hơi nặng các bạn. Đây tổ quạ đây, hơi nặng. Thôi em cứ đợt mấy nữa em hong khô em gửi cho các bác. Đây là các loại kiếm lô hội bây giờ bắt đầu ra rễ rồi. Anh tím thủy nguyên hay là các loại lô hội cực kỳ nhanh ra rễ luôn. Tây Linh Sần. Đấy. Vườn là tương đối ổn định rồi. Đẹp lắm rồi các bạn. Các loại phân thuốc nữa các bạn. Mùa này thì phân thuốc cũng rất quan trọng trong vấn đề thối nhũn với cả thán thư với cả dì sắt. Có loại đắt nhất này hiện nay em sử dụng, các bác có thể dùng cái Captain này này. Nó không có mùi, hiệu quả cực cao luôn. Bếp đồng, bếp đồng này là có dâu này là 11.000. Còn có loại bếp chìm này là em bán 7.000 thôi. Đấy, đây là B1 Thái loại to 1 lít này. Mút ươm ki 8.000 này. Đây phân que Mỹ này. Phân que Mỹ là 80.000 này. Siêu lân với cả Biorot với cả AB. Phân chuồn quế đạm cá em có. Đây, các bác có thể sử dụng loại này cũng cực kỳ là lớn nhanh cây này. Còn bên trong này vẫn là màng nhà kính Israel. Khổ 4m2 là 75.000 một mét mét dài. Còn khổ 6m là 100.000 một mét dài bao ship. Đấy. Hùng Nguyễn ấy, phân Hàn Quốc, phân cá. Ben 1. Ben 1, Ben 3. Đây các loại móc em về rất là nhiều này. Giống cả các bác.